Liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm tại Vĩnh Phúc, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung cứu chữa người bị ngộ độc thực phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn Sinwon Ebenezer Việt Nam thuộc khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên. Kiểm tra làm rõ nguyên nhân ngộ độc và có biện pháp xử lý theo đúng quy định. Bộ Y tế theo chức năng nhiệm vụ được giao tiếp tục bám sát tình hình, chỉ đạo áp dụng các biện pháp phù hợp ngăn ngừa xử lý ngộ độc thực phẩm và kịp thời hỗ trợ các địa phương xử lý khắc phục hậu quả ngộ độc thực phẩm trong trường hợp cần thiết. Sáng nay, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai phối hợp với huyện Trảng Bom tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ gần 100 công nhân nghi ngộ độc sau khi ăn bữa chiều qua tại công ty Đê Trang Việt Nam, khu công nghiệp Giang Điền. Vào lúc 17 giờ 45 phút chiều ngày 15 tháng 5 tại công ty Đê Trang Việt Nam, có khoảng 100 công nhân sau khi ăn suất chiều có biểu hiện dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm. Sau đó, toàn bộ công nhân đã được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom cấp cứu. Đến 21 giờ 30 phút tối cùng ngày, tình hình sức khỏe của đại đa số công nhân đã cơ bản ổn định. Một số trường hợp được xuất viện, không có trường hợp nào nguy kịch. Bước đầu xác định, công ty Thiên Hồng Phúc là đơn vị cung cấp suất ăn cho công ty Đê Trang Việt Nam. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an huyện Trảng Bom đã nhanh chóng phối hợp trung tâm y tế huyện thu giữ niêm phong các mẫu thực phẩm do công ty Thiên Hồng Phúc cung cấp để tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại cuộc họp với tập thể lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về các giải pháp quản lý thị trường vàng trong thời gian tới. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương hoàn thiện, ban hành kế hoạch thanh tra thị trường vàng, chậm nhất ngày 17 tháng 5 phải công bố quyết định thanh tra. Trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật, kịp thời chuyển ngay hồ sơ đến Bộ Công an, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thanh tra trong tháng 5 năm 2024. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về hóa đơn điện tử theo từng lần mua bán vàng tại các doanh nghiệp đơn vị kinh doanh vàng, hoàn thành chậm nhất trong quý 2 năm 2024, có chế tài xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC thực hiện đúng quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng, chủ động thực hiện các biện pháp bình ổn thị trường theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước. Thưa quý vị, theo Cục Hàng không Việt Nam, hiện nay nhiều đường bay tới các điểm du lịch giá vé giảm chỉ còn khoảng một nửa so với thời điểm nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Trong đó, đường bay Thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội của các hãng có giá chỉ khoảng 1,4 triệu đồng đến hơn 1,6 triệu đồng một chiều. Nhiều chuyến bay vẫn giữ mức giá khá cao, song có thêm nhiều giải giá rẻ cho hành khách lựa chọn, không còn chỉ neo cao như đợt nghỉ lễ. Cục Hàng không Việt Nam cho biết để khắc phục tình trạng không cung đủ cầu trong dịp cao điểm hè sắp tới, Cục yêu cầu các hãng lên phương án tăng số chỗ, số chuyến, số giờ bay nhằm hạ nhiệt giá vé. Các hãng cũng khai thác và mở bán tăng cường nhiều chuyến bay vào khung giờ muộn từ sau 21 giờ hàng ngày. Với kim ngạch 42,46 tỷ đô la Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu về xuất khẩu hàng hóa trong năm 2023. Thông tin chính thức được đưa ra tại báo cáo xuất nhập khẩu vừa được Bộ Công Thương công bố vào sáng nay 16 tháng 5 tại Hà Nội. Theo báo cáo của Bộ Công Thương, top 5 địa phương có kim ngạch xuất khẩu đứng đầu cả nước là Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Bình Dương, Hải Phòng và Thái Nguyên. Ở chiều ngược lại, tỉnh Lai Châu, Điện Biên là hai tỉnh có kim ngạch xuất nhập khẩu thấp nhất, với kim ngạch lần lượt là 12,9 triệu đô la Mỹ và 22,4 triệu đô la Mỹ. Bộ Công Thương cho biết, 4 tháng năm 2024, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 238,88 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 15%, nhập khẩu tăng 15,4%. Điểm sáng đến từ tỷ trọng xuất khẩu của khối doanh nghiệp trong nước. Lễ công bố báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam 2023 diễn ra trong khuôn khổ hội thảo ứng dụng công nghệ để phát triển thương mại điện tử và logistics hiện đại bền vững do Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương tổ chức. Hội thảo tập trung về công nghệ và tự động hóa trong logistics để phát triển bền vững, xây dựng chuỗi cung ứng hiện đại bền vững, bất động sản logistics, tiềm năng và cơ hội. Từ ngày 15 đến 17 tháng 5, đoàn công tác Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã thăm và làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Paris, Pháp.
Tại buổi làm việc, Phó Tổng Giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Paris cho biết Pháp là một thị trường khó tính với nhiều quy định khắt khe về mặt pháp lý, là cửa ngõ để các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Việt Nam, có thể kiểm chứng được chất lượng sản phẩm của mình và có được chứng nhận chất lượng cao nhất cho phép. Chúng tôi nhận thấy tỉnh Ninh Bình có rất nhiều lĩnh vực tiềm năng như văn hóa, ẩm thực, nông nghiệp. Cùng với những di sản văn hóa độc đáo và đặc sắc, tỉnh Ninh Bình cũng có nhiều tiềm năng phát triển trong lĩnh vực du lịch khách sạn. Sự ổn định chính trị cùng với sự liên tục cải thiện môi trường kinh doanh có thể giúp thu hút được thêm nhiều doanh nghiệp nước ngoài. Đoàn công tác của tỉnh Ninh Bình cũng có các buổi làm việc với Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp để sẻ chia về các hoạt động đối ngoại nhằm đẩy mạnh hợp tác đầu tư, huy động các nguồn lực nước ngoài phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, góp phần quảng bá đất và người Ninh Bình đến với bạn bè quốc tế. Tiếp theo trong chương trình, tiếp tục phiên xét xử phúc thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Y tế. Cảnh báo thủ đoạn thuê học sinh mở tài khoản ngân hàng. Thưa quý vị, hôm nay 16 tháng 5, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cùng các bị cáo khác trong vụ án Việt Á tiếp tục tiến hành xét hỏi. Trong vụ án này, bị cáo Trần Thanh Phong, cựu Phó trưởng phòng kế toán CDC Bình Dương, bị kết luận đã thực hiện các hành vi vi phạm quy định về đấu thầu theo chỉ đạo của ông Nguyễn Thành Danh, cựu giám đốc CDC Bình Dương. Tuy được tòa giải thích, song bị cáo Phong kháng cáo xin miễn trách nhiệm hình sự với lý do bị cáo chỉ là cấp dưới, làm theo chỉ đạo của cấp trên, không được hưởng lợi, không được ai đưa tiền. Trước đó, người đại diện của công ty Việt Á trình bày bản sơ thẩm buộc công ty Việt Á trả lại số tiền hơn 600 tỷ đồng với cáo buộc thu lợi bất chính là không có căn cứ. Theo người đại diện của công ty Việt Á, công ty không dùng kết quả nghiên cứu của đề tài mà sử dụng kết quả nghiên cứu của chính mình để sản xuất kit xét nghiệm. Việc cơ quan điều tra xác định giá như trong hồ sơ vụ án là hơn 143.000 đồng một kit xét nghiệm ảnh hưởng nghiêm trọng đến công ty. Phía công ty Việt Á cũng cho rằng công ty bán kit test cho không chỉ đơn vị nhà nước mà còn bán cho cá nhân doanh nghiệp tư nhân. Việc bán sản phẩm cho các đối tượng này chỉ thực hiện theo hợp đồng giữa hai bên, không vi phạm pháp luật nên không thể quy kết tiền thu được từ các hợp đồng này là thu lợi bất chính. Công an các tỉnh miền Tây vừa đưa ra cảnh báo thủ đoạn thuê học sinh sinh viên mở tài khoản ngân hàng với giá từ 200.000 đến 500.000 đồng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc điều tra, truy vết tội phạm. Các đối tượng cung cấp cho học sinh điện thoại di động có sẵn SIM để đến ngân hàng làm thủ tục mở tài khoản, đăng ký dịch vụ, sau đó yêu cầu đưa lại điện thoại, mật khẩu OTP của tài khoản ngân hàng đã đăng ký và các thông tin liên quan. Với mỗi tài khoản đăng ký thành công, học sinh sẽ nhận được tiền thù lao từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng. Lực lượng công an đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên, nâng cao tinh thần cảnh giác, không tham gia mua bán thông tin cá nhân để các đối tượng sử dụng vào hoạt động rửa tiền và hoạt động vi phạm pháp luật. Nếu phát hiện hoạt động mua bán thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn và giải quyết kịp thời. Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số đang đặt ra những thách thức không nhỏ đối với việc đảm bảo an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao. Hiện hoạt động lợi dụng không gian mạng để tiến hành phạm tội đã gia tăng cả về phạm vi với thủ đoạn tinh vi, nhất là công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm. Theo Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an, năm 2023, trên cổng cảnh báo an toàn thông tin ghi nhận gần 16.000 phản ánh lừa đảo trực tuyến, gây thiệt hại hơn 390.000 tỷ đồng, tương đương 3,6% GDP. Trong đó có 91% thông tin liên quan lĩnh vực tài chính, tăng 64,78% so với năm 2022. Tỷ lệ người dùng nhận tin nhắn cuộc gọi lừa đảo trực tuyến lên đến 73%. Dựa trên cái việc là phát triển công nghệ dẫn tới cái việc tạo lập những cái trang mạng, những cái tài khoản, những cái fanpage, những cái kênh ở trên cái mạng xã hội phục vụ cho cái lực đảo trực tuyến này ấy, rất là dễ dàng. Thứ hai nữa là liên quan đến cái tính ẩn danh ở trên cái không gian mạng. Bất kỳ một người nào, bất kỳ một tổ chức nào đều có thể tạo lập những cái trang mạng, những cái fanpage để mà tiến hành giả mạo các cái cơ quan, các cái tổ chức khác nhau để phục vụ công tác lừa đảo trực tuyến đấy.
Bộ Công an thời gian qua đã liệt kê 24 hình thức lừa đảo trực tuyến, từ những hình thức tinh vi nhất như lừa đảo bằng các video deepfake, hình ảnh, thông tin giả mạo sai sự thật, đến giả danh cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án, cán bộ thuế gọi điện qua giao thức Internet, hăm dọa người bị hại, sau đó chiếm đoạt thông tin cá nhân và chiếm đoạt tài sản. Hiện nay là cái phương tiện phổ biến nhất là gọi điện thoại đến và giả dạng là cái đơn vị công quyền, ví dụ để lừa khách hàng cài đặt những ứng dụng, ví dụ như là lừa cài đặt là VNEID này. Thứ hai là gọi điện thoại đến để thông báo khách hàng đang được nhận quà, nhận tiền, nhận thưởng. Thế thì thông thường là chúng ta hiện nay chúng ta hết sức lưu ý tất cả những trường hợp đấy. Và nếu mà khách hàng không thực hiện những hướng dẫn mà mình không xác định được nguồn gốc, đúng không? Không xác định được cái đấy là từ những cơ quan chủ công quyền hoặc là những người mà chúng ta đã được biết, thì không nên thực hiện tất cả những hướng dẫn đấy. Vụ Kinh tế số và Xã hội số Bộ Thông tin Truyền thông vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định thay thế nghị định 72 về quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Một trong những nội dung được quan tâm là yêu cầu xác thực số điện thoại khi đăng ký tài khoản trên mạng xã hội. Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước đã ra quy định từ mùng 1 tháng 7 2024, chuyển tiền qua tài khoản trực tuyến hoặc nạp tiền vào ví điện tử trên 10 triệu đồng phải được xác thực sinh trắc học qua khuôn mặt. Thưa quý vị, triển khai đề án 06, Bộ Công an cùng với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã tạo lập đối soát, làm sạch toàn bộ dữ liệu về an sinh xã hội với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đây cũng chính là điều kiện quan trọng nhất để thực hiện việc chi trả đúng người, đúng đối tượng và không bị gian lận trong quá trình chi trả. Từ tháng 4, bất kể người dân nào có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VNEID sẽ hiển thị tiện ích về an sinh xã hội. Mỗi người dân sẽ được cấp một tài khoản an sinh xã hội gắn với số định danh cá nhân trên ứng dụng VNEID. Toàn bộ cái dữ liệu về an sinh xã hội đã được số hóa và đã được đồng bộ với cả cái tài khoản định danh điện tử. Thì đây là một trong những cái điều kiện cơ bản nhất để ứng dụng cái chuyển đổi số để thanh toán không dùng tiền mặt cho các đối tượng về an sinh xã hội. Với tiện ích này, người dân có thể đăng ký tài khoản ngân hàng và số tài khoản mobile money mà không cần phải đến trụ sở ngân hàng. Thông tin danh tính của công dân cùng lúc cũng sẽ được xác thực trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dữ liệu của ngành lao động thương binh xã hội. Khi thông tin được xác thực trùng khớp, hồ sơ đề nghị thanh toán được chuyển tới kho bạc nhà nước. Công tác số hóa này nó được thành công thì theo tôi cái việc mà liên thông được cái dữ liệu giữa các cơ quan với nhau, chính vì vậy là cái việc sớm để triển khai được xây dựng cái hệ sinh thái mà thanh toán điện tử này thông qua cái ứng dụng VNEID là cái việc theo tôi là hết sức cần thiết trong tương lai. Ứng dụng VNEID là hoàn toàn cho phép người dân có thể bổ sung thêm một cái kênh để nhận chi trả và giám sát được cái kết quả chi trả của an sinh xã hội đối với chính bản thân mình, theo dõi xuyên suốt được cái quá trình là mình nhận được các cái chi trả này có đúng không, có kịp thời hay không và có đúng các cái chế độ chính sách mà người dân được hưởng hay không. Tiện ích an sinh xã hội thông qua VNEID có tính năng cho phép xác thực người hưởng với những thông tin liên tục được cập nhật làm sạch. Điều này vừa đảm bảo giúp tiền đến tay đúng đối tượng chính sách, vừa giúp nhà nước không bị thất thu. Thưa quý vị, tối qua ngày 15 tháng 5 tại thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân huyện A Lưới đã tổ chức lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa Thể thao Du lịch các dân tộc miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 15 năm 2024. Ngày hội có sự tham gia của trên 450 các nghệ nhân, diễn viên quần chúng, vận động viên, các chiến sĩ của lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế và đồng bào các dân tộc Paco, Pahi, Cơ Tu, Tà Ôi đến từ các huyện A Lưới, Nam Đông, Phong Điền, Phú Lộc, thị xã Hương Trà. Trong chương trình ngày hội còn có các hoạt động trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống đặc trưng của đồng bào các dân tộc thiểu số, trình diễn nghề thủ công truyền thống như dệt rèn, đan lát, liên hoan ẩm thực gắn với quảng bá, giới thiệu các điểm đến, tour du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng tại huyện A Lưới và các hoạt động trưng bày, triển lãm về những thành tựu, kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương. Cũng trong ngày 15 tháng 5, tỉnh Thái Nguyên tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 33 về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, sơ kết 3 năm thực hiện kết luận số 01 về tiếp tục thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Trong những năm qua, Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên luôn thực hiện nghiêm túc nghị quyết 33 và kết luận 01 với nhiều kết quả nổi bật. Như năm 2023, thu ngân sách đạt hơn 20.000 tỷ đồng, lần đầu tiên tỉnh tự cân đối được thu chi và điều tiết một phần về trung ương. GRDP năm 2023 đạt 113 triệu một người một năm, đứng thứ nhất trong 14 tỉnh trung du miền núi phía Bắc. Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 3,02%. Công tác đối ngoại ngày càng được đẩy mạnh, quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội luôn được bảo đảm giữ vững. Tại hội nghị, nhiều tập thể cá nhân đã được tỉnh ủy Thái Nguyên biểu dương, khen thưởng trong thực hiện nghị quyết số 33 và kết luận số 01. Chào mừng kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 65 năm ngày mở đường Trường Sơn và ngày truyền thống đoàn 559 bộ đội Trường Sơn. Hôm nay, Bảo tàng Quảng Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Nam Giang tổ chức trưng bày chuyên đề Huyền thoại Trường Sơn, giới thiệu đến công chúng hơn 100 hình ảnh hiện vật giới thiệu về đường Trường Sơn. Không gian trưng bày chuyên đề Huyền thoại Trường Sơn được chia thành 4 giai đoạn với các chủ đề Trường Sơn thuở ban đầu, đánh địch mà đi, mở đường mà tiến và tất cả cho tổng tấn công. Đây là những hiện vật, hình ảnh điển hình trong hàng nghìn hiện vật liên quan đến đường Hồ Chí Minh huyền thoại được Bảo tàng Quảng Nam sưu tầm từ nhiều nguồn trong nhân dân và nhân chứng lịch sử suốt nhiều năm qua. Trong đó có những bức ký họa chiến tranh được các họa sĩ trong đoàn văn nghệ kháng chiến khu 5 ghi lại chân thật về vùng đất và người Nam Giang trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ. Cuộc triển lãm là nguồn tư liệu quý giá góp phần khẳng định vai trò quan trọng của đồng bào thiểu số miền núi cả nước nói chung, Nam Giang nói riêng trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ, đặc biệt gắn với con đường Trường Sơn huyền thoại. Qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, nâng cao đạo đức cách mạng, sẵn sàng chiến đấu của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ. Triển lãm được trưng bày đến hết ngày 21 tháng 5 năm 2024. Những tháng qua, nắng hạn xâm nhập mặn diễn ra gay gắt tại tỉnh Sóc Trăng. Nhiều hộ dân ở các vùng tâm mặn như là Trần Đề, thị xã Vĩnh Châu thiếu nước sạch sử dụng. Chính quyền địa phương ở tỉnh Sóc Trăng cùng các mạnh thường quân đã kịp thời hỗ trợ nguồn nước uống và nước sinh hoạt cho người dân nơi đây. Những ngày qua, tại ấp Mỏ Ó, xã Trung Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, những chiếc xe bồn chở nước luân phiên đưa nước ngọt tới cho hàng trăm hộ dân nơi đây. Những người già neo đơn, người khó khăn được lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên mang nước sạch đến tận nhà. Trên thì ta cho rằng đầy thi vào đây rồi bây giờ là nước ở nước lọc ở trên bể giá chảy xuống. Yeah. Còn nước ở đây là nước cây nước này của người ta. Yeah. Người ta ginh vô, yeah. Cũng như người ta lại người ta kéo ống vô cho bà. Yeah. Vậy đó. Thì hiện nay thì trên địa bàn của xã Trung Bình thì cũng đang gặp khó khăn về tình trạng là hạn mặn. Thì trên ba khu vực là tiếng 1, tiếng 2 và khu dân cư. Thì trước cái tình trạng này thì địa phương cũng đã có phối hợp với một số đơn vị để hỗ trợ nước cho bà con. Thì ngoài ra thì cũng vận động được các mạnh thường quân trên địa bàn đóng hai cây nước để phục vụ nhu cầu của bà con. Trên địa bàn huyện Trần Đề hiện có khoảng hơn 5.500 hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt. Từ đầu mùa hạn mặn đến nay, các đơn vị, doanh nghiệp, các mạnh thường quân đã hỗ trợ gần 170 bồn chứa nước, gần 4.000 bình nước tinh khiết, vận chuyển trên 1.000 khối nước sinh hoạt hỗ trợ người dân. Huyện cũng sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động và huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ dụng cụ chứa nước, máy lọc nước cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Để hỗ trợ các vùng xâm nhập mặn và thiếu nước gay gắt, nhiều giải pháp cấp bách đã và đang được chính quyền địa phương ở tỉnh Sóc Trăng tích cực triển khai. Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và sẻ chia, các cấp chính quyền và các tổ chức thiện nguyện đã cùng người dân vượt qua khó khăn do thiên tai diễn biến ngày càng cực đoan gay gắt. Mặc dù đã được cảnh báo nhưng tình trạng trẻ em bị đuối nước vẫn xảy ra tại nhiều địa phương thời gian gần đây. Hầu hết các vụ đuối nước xảy ra trong quá trình các em chơi đùa, bơi lội ở sông, suối hay là ao hồ. Do vậy, công tác phòng chống đuối nước cho trẻ không thể lơ là, nhất là khi kỳ nghỉ hè đang đến gần. Mặc dù đã có hơn 60% học sinh của nhà trường biết bơi, nhưng kỹ năng bơi an toàn và xử lý tình huống khi bơi của các em vẫn còn hạn chế. Vì thế, nhà trường vẫn đang nỗ lực để tăng tỷ lệ học sinh biết bơi, cũng như tăng cường kỹ năng bơi an toàn cho các em. Dạo gần đây thì có rất là nhiều những cái vụ đuối nước thương tâm xảy ra trên địa bàn của mình. Vậy nên là theo em thì trang bị cho mình một cái kiến thức, một cái kỹ năng bơi là rất là cần thiết. Tại vì là nó có thể cứu chúng ta trong những cái trường hợp nguy hiểm, hoặc là mình cũng có thể
Một có thể là chúng ta sẽ có thể cứu được bạn bè bằng công tác xã hội hóa kết hợp với các tổ chức để tặng vé bơi cho các em học sinh. Thế và kỹ thuật bơi thì nhà trường cũng tuyên truyền tới phụ huynh học sinh, ngoài cái việc biết bơi, các em cần phải có kỹ năng và xử lý tình huống. Chính vì vậy, nhà trường chuyên tuyên truyền tới phụ huynh học sinh để cùng với nhà trường tổ chức cho các em tham gia các khóa học bơi trong các kỳ nghỉ hè. Nguyên nhân chủ yếu của các vụ đuối nước là do trẻ không biết bơi, tự ý rủ nhau ra ao hồ, sông suối mà không có sự giám sát, trông coi của người lớn. Điều kiện dạy và học bơi ở nhiều địa phương còn khó khăn, vì vậy việc cảnh báo, nâng cao nhận thức về đuối nước là một trong những giải pháp được huyện Cẩm Khê chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường triển khai. Chúng tôi cũng chỉ đạo chặt chẽ đến các nhà trường về cái công tác phối hợp với cha mẹ học sinh trong vấn đề là quản lý cái giờ giấc của các con khi đến trường. Làm sao để cái giờ con đến trường, giờ con về nhà thì thầy cô và nhà trường cũng như cha mẹ học sinh đều thống nhất và nắm được, không có những cái tiết trống để học sinh phải về sớm mà nhà trường hoặc là gia đình không kiểm soát, dễ dẫn đến cái câu chuyện là trẻ em đi chơi mà không nằm trong cái tầm kiểm soát của người lớn. Một kỳ nghỉ hè nữa lại đang đến gần, các em sẽ có nhiều hoạt động vui chơi tự do, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Vì thế, việc phổ cập bơi cho trẻ, rà soát các bãi tắm tự phát, cắm biển cảnh báo, kiên quyết xử lý vi phạm sẽ là những điều kiện tiên quyết để các em có một mùa hè an toàn, lành mạnh. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.